quả. Nhà em đầy ấp hương xuân, có hoa có bánh có em chân thành. Ngày xuân còn thiếu chi đâu, ba ba mong ước anh mời trầu cau. Đón xuân cùng em thì nhà anh đem ngang dâu áo chưa qua đầu. Anh ơi anh đừng để lâu, giữa muôn bề dâu về ba mi mong về đâu. Má ưng anh rồi, ba chịu mình anh thôi. Trên khắp quê hương mà đến giờ này em không có ai thương. Dáng ngọc ngà em xinh ngoan nhất nhà, lối vào nhà mời anh bước qua. Nhà em đầy ấp hương xuân, có hoa có bánh có em được mang về. Ngày xuân còn thiếu chi đâu, ba ba mong ước anh mời trầu cau. Được vàng là em sướng như lên thiên đàng, lên thiên đàng.
trăm năm lấy được người em ưng ai cũng mừng. Áo dài không đóng che ngang mà nâu, có thương thì mau chứ không ngủ rung rơi trước thu. Cuối đầu do bái ta nên duyên thành hôn, ngày dưới của hai ta giang khắp một vùng nông thôn. Đón ngoài sân 20 công đất đang trồng hoa cho em tất chầu cau mâm quả có người bưng trông em dịu dàng nhất miền Tây. Hôm nay anh phải hốt liền tay nguyện đổi một đời thân trai sương gió lấy em chăm lo ngày đêm. Ba hồng môi thắm qua xuân cầm tay bước đi đầy trang sớm em rền vàng cô dâu của ai. Cúi đầu giao bái ta nên duyên thành đôi, rượu nâng chén giao bồi mong ước tìm người chung lối. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu. Mẹ cha lên hỏi kết qua bằng thuyền đưa dâu. Áo cưới hình đôi bồ câu, khăn vắng nhiều vàng mượt đầu, son sắt chung một nhịp cầu. Nè bằng lòng đi em, vườn trái xanh mà bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu ba tiền. Cơm xanh tay nhân rất sang bài dòng xi men. Đám cưới bà con người khen, gái sắc trai tài lại hiền, dâu sẽ duyên tình đẹp bền. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau thôi. Mãi em im re sao mà lặng thinh không muốn nói, anh trắng đêm muối kêu lời gió về. Anh biết chưa đông đã về, nghe gió đưa ru bụi tre. Nè bằng lòng đi em, bằng lòng đi anh, chẳng còn tương tư đom đóm lắm nè. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều, cầu tre lắc lẽo bướm ong phường hồng dê kêu. Tiếng nước gào khua tình yêu, chim liếu lo chuyện canh điều, ngô lúa say quặng mì miêu. Nè bằng lòng đi em, quà cưới anh đó đó, chưa cưới người ta
nữa mà cứ khoe khoang không à. Anh có tin á là em cho mũi đốt anh nữa không? Thôi thôi, anh giỡn mà. Mình thương nhau á, chỉ cần thật lòng em ha. Vậy em có bằng lòng làm vợ anh không nè? Hỏi mãi em im re sao mà lặng thinh không muốn nói. Anh trắng đêm muối kêu lời gió về. Anh biết chưa đông đã về, nghe gió đưa ru bụi tre. Nè bằng lòng đi em, bằng lòng đi anh, mình chẳng còn tương tư đom đóm lấp lè. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều. Cầu tre lắc lẻo bướm ong phượng hồng ve kêu. Tiếng nước gào khua tình yêu, chim liếu lo chuyện canh điều. Ngô lúa sai quặng mì miên. Nè bằng lòng đi em qua cưới anh đám cưới ba con người khen, gái sắc trai tài lại hiền, dâu rể duyên tình đẹp bờ. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Thang tốt kết dây tơ hồng duyên thắm bền lâu. Xóm dưới làng trên hân hoan như tết, đôi trai tài gái thảo thật thà. Đây là câu trầu lợn quay sinh lễ, đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp lòng. Nhạc vui và tiếng hát ca chiều qua rước dâu về nhà. Đẹp duyên đẹp mãi mãi sao, trăm năm đầu ba vẫn còn bên nhau. Đám cưới nhà ai vui sao vui quá, cả cuộc đời hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Thang tốt kết dây tơ hồng duyên thắm bền lâu. Xóm dưới làng trên hân hoan như tết, đôi trai tài gái thảo thật thà. Đây là câu trầu lợn quay sinh lễ, đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp lòng. Nhạc và tiếng hát ca chiều qua rước dâu về nhà. Đẹp duyên đẹp mãi mãi sao, trăm năm đầu ba vẫn còn bên nhau. Đám cưới nhà ai vui sao vui quá, cả cuộc đời
hữu duyên thâm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Hữu duyên thâm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiệu hoa có đôi phụ xe. Còn trong đời bạn bè dẫm tên, và ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bàn xa chắc không được mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, nửa đầu nón giữa đêm vượt soi. Nhờ mây trời dội mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Sẽ đến mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần như nhắc trời vào soi. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo ai, mang tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa tràn truyền tình đôi mình. Xuân này anh sẽ cưới em, lũ bàn xa chắc không được mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, nửa đầu nón giữa đêm vượt soi. Nhờ mây trời dội mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Tình sân ngút ngàn, ta lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, như nhắc trời vào soi. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo ai, mang tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa tràn truyền tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa tràn truyền tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đông xuân chứa tràn truyền tình đôi mình. Xuân chưa anh sao chim én bay đầy trời, ngày vào xuân xôn xao hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao ôi đất trời thay màu áo mới, trên lối quê mơ hội hoa vàng, ôi đình làng chiêng trống rền vang. Ngày vào xuân thanh thang xôn xao gửi nhau lời chào,
Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cau trầu hỏi cưới, đâu có ai ngó lời yêu mình mà anh bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em. Yêu em, yêu em, yêu nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu riêng gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngỏ lời, em đâu dám hé lời. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau dòng chơi vui xuân vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cu tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón Tết xuân xa. Kính thưa hai họ, alo, kính thưa hai họ, đã có mặt đông đủ bên họ đàn gái và họ đàn trai, tôi xin thay mặt họ đàn trai đại diện để trình lễ. Thì bên họ đàn trai thì với họ đàn gái thì cũng có chọn ngày lành, hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày mùng 8 tháng chạp. Để là coi như là cho phép đàn trai tiến hành đến là coi như là tấn lễ, là coi lễ nói. Thì đàn trai đã tấn lễ ở đây thì coi như là gồm có 6 mâm phẩm vật. Thì trước là mâm chầu cao, sau là mâm rượu, thứ ba là mâm trà, thứ tư là mâm bánh và hai mâm trái cây, tổng cộng 6 mâm. Trước là trình cử quyền, là coi như là cúng cử quyền, sau thì coi như hai họ dùng lấy thảo. Thì cho thật là dạ, kính thưa tộc thân hai họ, kính thưa quý ông vợ bà hiện diện buổi lễ đính hôn hôm nay, đính hôn của họ nhà trai như lễ vui của họ nhà gái. Hôm nay vào ngày mùng 8 tháng chạp năm Quý Mão 2023, họ nhà trai trân trọng kính trình tấn lễ làm lễ đính hôn cho Dương Thị Mỹ Hồng và Trần Kỷ Hà. Tấn lễ gồm có một khai diệt để trình lễ, kế tiếp một khai từ đường, một đôi đèn, một mâm chầu và năm mâm lễ vật dâng lên cúng cử quyền thất tổ ông bà để làm lễ đính hôn. Trân trọng kính thỉnh quý ông vợ bà dùng lễ vui lễ để nhận lễ dâng lên cúng để làm cái buổi lễ. Trân trọng kính thỉnh ông ngoại và quý ông bưng rượu đường. Dạ, ngoại. Thì ông nội người ta nói nội ngoại thiên tài, mà ông nội ông qua đời nãy không biết mấy trận thỉnh luôn với ông đâu rồi. Cầm đó hả? Mấy kia mấy kia lấy thảo của nội nhà trai. Ngày vào xuân chưa anh, sao chim én bay đầy trời. Ngày vào xuân xôn xao. Hôm nay vào ngày mùng 8 tháng chạp năm Quý Mão 2023, ngôi nhà của ông bà Dương Công Thịnh có làm lễ đính hôn cho ái nữ là Dương Thị Mỹ Hồng, thánh viên phường Tràng Rễ, Trần Kỷ Hà, cô ông bà Trần Quang Sơn. Quý cô bác và cha con phụ lời mời đến đây dự buổi lễ để chúc mừng rễ đông sàng dâu nam giới. Thứ lứa vừa đâu để xây dựng một mối duyên chánh nhân luôn chi thị. Tôi nói lên lời phán thủ thi, hai họ gửi căn viên nay đặng rễ ngoan chứng dâu hiền. Nở rượu họ hàng cầu hạnh phúc, nâng ly bè bạn chúc lương duyên. Nam thân đề xuống dài thế tứ, nữ tứ dâu hòa đẹp bút nghiêng. Nắng rực có hồng tươi cánh thượng, nặng tình chồng vợ vĩnh đi trường. Tôi trân trọng kính mời hai thông gia Nguyễn Hương đang cư trú để làm lễ bái từ đường, lại của quyền, lại Phật, lại tiền nhân của hai họ. Phần tiếp theo là lại nội ngoại còn hiện tiền và trình cái lễ nạp tài và cái lễ dở mong chầu. Trân trọng kính mời hai thông gia, cuộc lễ bắt đầu. Vỗ tay giùm con ạ.
ngày vào xuân xôn xao, ôi đất trời thay màu áo mới, trên lối quê mơ hội hoa vàng, ôi đình làng chiêng trống rền vang. Kính là lễ hoàng những thầy qua xa, quay lại phía trước, khoan xin lỗi nha, nè quay lại mới đẹp, nó đúng rồi, rồi chào qua xa. Xôn xao gửi nhau lời chào, chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người có chầu hỏi cưới, đâu có ai ngó lời yêu mình. Cúng kính đàn hương trước của quyền cầu cho thất tổ chứng lương duyên. Hôm nay vào ngày mùng 8 tháng chạp năm Quý Mão 2023, hai thông gia lão Dương Công Thuận và ông Trần Văn Sơn có làm lễ đính hôn cho hai con là Dương Thị Mỹ Hồng và Trần Kỷ Hà. Lòng thận giái tổ tiên chứng kiến, nhờ ơn cho anh đất thuấn trật liêu, hương đăng khói tỏ phủ chiều, đôi hồng lạc xét soi tiệc diệu. Tơ hồng che duyên mối chỉ, được nguyện vào siết chặt mối hồng trâu. Hai thông gia đầu phủ phục khẩn cầu cho hai trẻ thủy chung vạn đại. Mà hai thông gia xá một trái này thương hương. Em có lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em. Yêu em, yêu em, yêu nhất đời. Em ơi chồng hai ta là gọi đi thơ về cũng phải trần, công chung mong hạnh thân mình phải trao. Người đàn bà chưa chồng đi dọc đi ngang, khóa chồng đi thẳng một đàn mà đi cũng khác chồng hai ta. Khác từ từ thôi, quay mới trước. Rồi con xây vào trong. Xá chậm thôi nghe, bốn xá là sai thì bốn lại nghe, chứ theo bốn là bắt lại. Mà thôi, xin chào nè, xá chậm thôi. Xá nhất bái cụ quyền thất tổ. Bốn xá nhị bái, nay con thành lòng kết tóc cho duyên. Tam bái, nhất nguyện lời quyền. Tứ bái, thủy chung vạn đại thủy quyền với mẹ cha. Xá hai xá đầu có lại từ bi ban phước. Nay con nguyện nguyện ước trăm năm, cầu cho nước Phật pháp tăng hộ trì cho hai trẻ đạo hàng dình thân con sáu bậc thang. Mình tại con để em lại con xíu. Không phải phía trước. Đã. Đầu có lại là âu hai họ, nhờ trước tiên mới có hậu lai. Nay con nguyện đấu chí theo hoài, nhờ ơn tiền giảng chứng ngày đính hôn. Ta hành ra thỉnh quý ông và quý bà ăn hỏi gì dùng máy nước. Và phần tiếp theo lại hậu bại còn hiện tiền thì tôi chết thấy đây là ông nội ông đã qua đời, thì đây còn ông ngoại tôi trân trọng kính thỉnh ông ngoại từ ông hai cho đến ông út ba nội ông ngoại dùng lên nghi lễ để chúc mừng cho cháu mình trăm năm hạnh phúc. Thỉnh ông nội ông ngoại, ông ngoại quý ông luôn. Cái này là không có tặng quà tặng gì hết, tốt hết tặng, tại bây giờ là cũng cụ lễ đi chúc mừng lễ đính hôn thôi. Hai ông cùng đi giùm con cái hai ông ơi. Đây, đi nhìn mãi sao cái này, nhìn mãi luôn, nhìn đây luôn, nhìn đây luôn. Nhìn mãi này nha. Cười lên nè, cười lên. Chừng nào có tặng quà tôi phải tiếng với ông bà điểm lo. Uống đi ngoại tới, không chê không đầy hả? Bóp thêm tròn ở trên luôn. Bây giờ lại tới bút lại nghe cùng xá, xá hay xá, xá hay không? Quý bà từ bà hai đến bà út dùng liên vui lễ để chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc nè, bưng cho bà nậu và bà ngoại. Phú không nậu gì hồi đó ảo muốn cho bà nhà ngủ hoài á. Ai bà mình đi nhớ với con đi, mình uống rồi chồng tới cũng đi chồng muốn bà nhà. Ai bà ơi nhìn đi mãi con đi nha. Hai bà người hát đó mấy ông mấy bà nữa, bà nhà mấy ông. Rồi đưa bà hai với bà ba luôn. Đúng hai bà đó, hai bà đó là bà cả đó. Rồi bà hai bà ba ơi, cũng đi nhìn mãi con đấy nè. Cũng đi, cũng đi uống thèm đấy. Cũng đi uống, cũng đi uống đấy. Cũng đi uống đấy bà rồi. Vậy cái bà nhằn mới ổng hoài. Đừng có gì đó, bây giờ. Rồi thỉnh ý bà nội và bà ngoại luôn tiền thỉnh quý bà cho cháu mình nó xá này lại. Con xá thẳng đây hai xá.
Phần tiếp theo trân trọng kính thỉnh bác chú cô cậu dì dượng thiếu mợ từ thứ hai cho đến thứ út qua nội dung ngoại bước vào hòa đồng dùng như cô để chúc mừng cho hai ơn mẹ cha là trời cao bởi thẩm bánh nước 12 dạng dựng tầng trao dồi tiết thạch giá danh trong lương nhiên thúc bế do trời định nguyệt lão xe săn mối chỉ hồng chính chữ cù lao công tợ núi một đời nhi nữ nợ non sông cha chung dạ thì sách đời non nước gái chính dĩ nhiên phụ thượng chồng cũng có nhân dụng cho hai cha đưa chồng nhà phụ trước một mình lấy ba cho con nha đưa chồng trước. Rồi chú ơi, chú nhận ly rượu giúp con ấy. Rồi chú để nhìn đây luôn. Rồi 1, 2, 3. Chú ơi, chú nhìn con này chú. Rồi. Dạ rồi. Rồi, con muốn đưa này. Chú ơi, chú mở. Chú ơi, thầy quá bác đại diện ơi. Rồi, bác trai ơi, nhìn mãi con luôn. Bác trai ơi, chú để nhìn mãi luôn nè. Chú để ơi, chú để nhìn mãi em nè. 2, 3. Rồi, hai chú. Vô nha, chú nha. Con trai đụng ly nè. Tao mọi đụng ly đang qua. Chú để nhìn mãi nè, chú để. Cao tới lên. Cũng ly cao lên. Cũng ly cái nữa, chúng ta cái nào nhìn mãi cái này chú ơi. Dạ rồi. Rồi, hang cạn đó. Con gót con lấy miếng ăn dếu cho con nha mợ mợ dù cho con qua đây qua cạnh mới chạy này có hai có mời hai mẹ không bác mời mời bà mẹ con mời ngủ mẹ không mời là rồi cô nhận một tay đây cô. Chú để. Cô ơi nhìn lên máy con nha, chú nhìn máy luôn nha. 2, 3. Rồi. Cô khoan uống nha cô. Rồi bác gái nhìn con đó nha, bác gái. Chú để ơi nhìn máy luôn nha anh cha. 1, 2, 3. Chú ơi nhìn máy con luôn. Dạ rồi. Rồi 2, 3 cũng lên. Rồi, chú để ơi nhìn máy luôn chú để. Hai bà nhà mấy ổng hoài cho mấy bà biết. Dạ rồi. Uống đây. Cạn luôn nha, ngày vô con người đó nha. Cạn say nha. Có người kèm đó bác ra nè. Rồi con về lại cha mẹ cho con trái à. Rồi sáng ngày hôm sau. Còn anh chị cho phần tiết sai trang trọng tướng mời đại diện bên Nam Hồn đứng lên để ông trình cái lễ đặt bài tức là đồ hướng trang ngày này thông dụng. Kính thưa hai họ có mặt ngày hôm nay thì cho tôi được phép trình cái lễ cái lễ là coi như là nạp tài và tặng cái nữ trang cho cô dâu. Thì phần tặng nữ trang cho cô dâu thì trong đó có 5 cây và 24 ca. Đôi bông ngọc tròn. Và riêng đó là coi như kèm theo là một đôi bông ngọc tròn dưới cặp nhẫn cưới. Đó. Nếu vậy thôi đã cho chú nói luôn cho nó. À đúng rồi. Dành luôn. Dạ kính thưa hội đồng lương tộc, kính thưa quý ông và kính trình quý bà, phần tiếp theo hội nhà gia trang trọng kính trình cái lễ nạp tài tức là đồ nữ trai và tiền thông dụng. Đồ nữ trai đi cho cô dâu là 5 lượng vàng 24 và cho một đôi tròn và cặp nhẫn cưới, còn tiền thông dụng mua lễ cưới lễ nói là 100 triệu tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam. Giúp đỡ có tiền đô, nói tiền đô các con ạ. Cho ông kìa giúp ta lại giùm con đi mọi người. Rồi lấy anh. Dạ kính thưa quý ông và kính trình của bà, ngày xưa đó thì mấy bà mẹ đem cho cô dâu và bây giờ để cho chú rể đem cô dâu để hợp thời trang, nhưng mà mấy bà để là chắc rồi. Thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngỏ lời em đâu dám hé lộ. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau dòng chơi vui xuân vui tình đôi ta. Để một xuân sang năm hai đứa mình có thằng cu tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoại thăm Tết xuân xa. Để một xuân sang năm hai đứa mình có thằng cu tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoại thăm Tết xuân xa. Nhau nhà bắt tay lên quá.
trai làng anh công tử hào hoa. Nhất gái quê em khoe cáo con nhà. Tròn đôi tám nàng là bóng bưởi trắng. Tròn đôi chín chàng mô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong. Còn em nhất mà lạng ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang. Tiếng cũng vàng em cô út hột xoàn. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng canh. Nhà em có vườn trái cây rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Dân đôi làng mong đám cưới lai rai. Trai thết bò về. Con gái thết mà lợn gà. Trai tài gái sắc. Trai tài gái sắc đám cưới thiệt là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm. 50 giỏ lái rước dâu rộn ràng. Từng bừng pháo nổ. Bia rượu cùng nổ tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng quyến ương 500 con gà trống 600 con vịt cò. Trai làng anh công tử chịu chơi. Nhất gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm. Thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi. Sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh. Con em nhất mà trận đời. Trai làng anh công tử hào hoa. Nhất gái quê em khoe cáo con nhà. Tròn đôi tám nàng là bóng bưởi trắng. Tròn đôi chín chàng mô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong. Còn em nhất mà lạng ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang. Tiếng cũng vàng em cô út hột xoàn. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng canh. Nhà em có vườn trái cây rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Dân đôi làng mong đám cưới lai rai. Trai thết qua xong họ nhà gái chúng tôi là cũng cho cô dâu là 5 lượng vàng 24 và chị chú với cô bác và thân bằng quý thuộc và hai họ được âm đường nhớ ra mà lợn ra. Trai tài gái sắc. Trai tài gái sắc đám cưới thiệt là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm 50 giỏ lái rước dâu rộn ràng. Từng bừng pháo nổ. Bia rượu cùng nổ tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng quyến ương 500 con gà trống 600 con vịt cò. Nhất trai làng anh công tử chịu chơi. Nhất gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm. Thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi. Sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh. Còn em nhất mà trận đời. Sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh. Còn em nhất mà trận đời. Đâu đi là chết đâu mà
tàu ở giữa tên quá điểm vào cao tươi, mong chầu cao chầu lộc chầu xanh chầu nhân chầu nghĩa mới thích thành lương duyên, chầu này quý quá vô biên dâng lên mà cúng tổ tiên ông bà, thông gia khẩn giấy của quyền cầu trên pháp tổ của quyền chứng minh dây chầu nương lấy thanh cao cô dâu chú rể thương đấy nhau trọn đời. Con viên hai họ có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì, tôi hai là bà bên nữ hôn kính chúc quý cô bác và quan viên hai họ và giàu giàu sức khỏe gia đình luôn luôn hạnh phúc tấn tài tấn lộc tấn bình an, chúc cho đôi đôi bắt thiên gia lão hảo hợp đồng tâm. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng má anh lâu dài, nhất bái thiên đình nhị bái cao đường phù hề giao mãi đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Không còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng bồng ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh treo xuồng ba lá ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng anh lâu dài, nhất bái thiên đình nhị bái cao đường đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Em phải nói nghe cha mẹ luôn mang đến mọi điều tốt đẹp nhất cho những người con thân yêu của mình. Thưa tất cả quý vị, từ khi con mình sinh ra cất tiếng khóc chào đời bên vòng tay mềm mại của người mẹ và bờ vai vững chắc của người cha, đâu đó là niềm vui niềm hạnh phúc tột cùng của đấng sinh thành. Và ngày hôm nay khi con mình lớn khôn lập gia đình hạnh phúc, công ơn sinh thành những dòng ấy là vô bờ bến. Thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin được tôn vinh những bậc làm cha làm mẹ ngày hôm nay trong ngày trọng đại nhất của những người con của mình, trước là bước lên sân lễ để gặp mắt toàn thể quý vị, sau đó sẽ đón nhận được những ví dụ hiếu đạo của những người con khi lập gia đình dâng lên cho cha mẹ để tỏ lòng yêu kính. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được thân mời quý vị sẽ cùng nhau chào đón quý tập hòa thượng chủ hôn của chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời ông Dương Công Thuật và bà Võ Thị Hà vinh dự là thân sinh của cô dâu chị. Xin chào hôm nay đồng nhiệt để chào đón ông bà chủ hôn. Ông bà nam chủ hôn đó chính là thân sinh của chú rể cũng sẽ bước lên sân lễ để gặp mặt toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Quân Sơn và bà Tiếp Xuân Đầu vinh dự là thân sinh của chú rể đến từ quý tập đoàn nam chủ hôn. Bấy lâu mong đợi bây giờ là đây, và ngày hạnh phúc nhất của đời anh đó chính là lúc mà anh nắm chặt tay em và khẽ bảo với nhau rằng bắt đầu từ giây phút này, vòng vai này là một điểm tựa vững vàng để anh chăm sóc người vợ của anh đến cả cuộc đời. Chúng tôi xin được thân mời chú rể Kỳ Hà hãy nắm chặt tay bà xã thân yêu của mình đó chính là cô dâu Mỹ Hồng. Đông Minh Hương rạng ngời ngày hôm nay sẽ bước lên sân lễ trong niềm vui niềm hạnh phúc vô bờ bến của tất cả quý vị dành tặng cho nhau. Từ khúc tây vực cũng rằng bà sen, đường nhau mấy núi cũng đều, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Cảm ơn lắm, cảm ơn quá, cảm ơn cuộc đời này đã cho anh gặp được em. Kính mời ông bà năm chú hôn và ông bà nội chú hôn cùng cô dâu và chú rể hãy cúi đầu chào thay cho lời cảm ơn chân thành nhất đối với toàn thể quý vị đang có mặt trong ngày hôm nay. Lời cúi đầu chào thay cho lời cảm ơn đối với toàn thể quý vị cùng quen quen hay họ xin được mạc phép bắt đầu.
để cùng nhau góp thật đi thật yêu những cảm xúc ngọt ngào ngày hôm nay. Xin được thân mời đồng vui của chúng ta. Cước đi bằng chân đất không sao, trưởng đàn thần nhất lũ nhóc mang bên giống qua đây anh cần tất lòng vô miền Tây không có như còn phải dễ, chỉ cần gật đầu anh luôn cho phải lễ ba con lỗi sớm hộp em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy dậy đi dậy đi nè, dậy ăn cái gì cho nó một mình lần xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà các thông gia mời em đi về quê anh treo xuống ba lá ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má là sẽ tiến một bước để tiện cho việc cạn ly. Cả nhà thân mến, hòa chung niềm vui hạnh phúc ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi xin được thông mời toàn thể quý vị hãy cùng nhau góp thật đây những ly bia, những ly nước ngọt và những ly trà đá để chúng ta kết thúc một cái giờ lớn để chúc mừng cho hai bên tham gia, chúc tất chúc chặt tình tham gia. Cả nhà thân mến, sẵn sàng đâu? Ngàn vạn nàng giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, cụ thể giao bái đêm nay ta say ta bái. Sao chúng quê yên bình giọt phù sa đắp chung ân tình ngọt ngào hương thơm lúa non bao ngày nuôi ta lớn khôn một đời bên nhau sắc son câu chung thủy trăm năm vẹn tròn thương gọi thì cưới thôi thiệp hồng ta có đôi cao xanh cầu thắm hai đứa tay nắm tay đang còn đợi nhau môi mình thật ly một lời xin khắc ghi tương lai ngày sau chăm lo cho em đẹp lòng như ý rộn ràng đám cưới anh em hò hàng đông vui mong cho tụi mình nên đôi trăm năm hạnh phúc muôn đời một lòng thề nguyện gắn bó răng long bạc đầu keo sơn từ giờ về sau em đây đã có anh kề bên. Lên hỏi ông trời là thương em quá ngỏ lời được không? Ông trời kêu có thương thì nói chứ đêm nằm gối tương tư nặng lòng. Anh là trai miền Tây thật thà chất phác,
để thanh niên nghiêm túc đâu có bê tha. Nhưng hôm nay trời chẳng thanh gió mát, ngân nga vài câu hát tâm tình đôi ta. Ừ thì thôi anh nói ra hết em ơi. Rằng từ lâu anh kết em rồi. Dù ngày mai sương gió giang khó, xin hứa sẽ mãi chăm lo. Thế giới đổi thay nhưng trái tim thề nguyện không đổi. Thương rồi thì cười thôi, thiệp hồng ta có. Đôi cao xanh cầu thắm, hai đứa tay nắm tay đang còn đợi. Giao môi mình thật ly, một lời xin khắc ghi. Tương lai ngày sau chăm lo cho em đẹp lòng như ý. Gồng ràng đám cưới, anh em họ hàng đông vui. Mong cho tụi mình nên đôi, trăm năm hạnh phúc muôn đời. Một lòng thề nguyện gắn bó, răng long bạc đầu kéo sân. Từ giờ về sau em đây đã có anh kề bên. Gồng ràng đám cưới, anh em họ hàng đông vui. Mong cho tụi mình nên đôi, trăm năm hạnh phúc muôn đời. Một lòng thề nguyện gắn bó, răng long bạc đầu kéo sân. Từ giờ về sau em đây đã có anh kề bên. Đây sông cứ ngó bên kia sông, nhìn con nước ròng mà nhớ như trong trong. Bên kia sông cứ ngó bên đây sông, nhìn con nước lớn mà lòng tư tư. Anh thương em thao thức suốt thâu đêm, trăng vàng sao rụng anh còn đợi mong. Đợi cho cây lúa đơm bông, đợi con nước lớn cho thuyền qua sông. Nhìn dòng nước trong, nhìn dòng nước trong, lòng thầm ước mong, lòng thầm ước mong. Nhịp cầu nối duyên đôi bờ, bên mong chờ tình đẹp như thơ. Để ta thôi những mộng mơ, bên này thôi nhớ, bên kia thôi chờ. Mẹ cha đã thương, tình càng dấn dương. Nhớ người mỗi mai cao trầu, bên duyên lành tình đâm sâu. Thuyền qua sang sông rước nàng dâu, có ai đẹp bằng tình đôi ta đâu. Bên đây sông cứ ngó bên kia sông, nhìn con nước ròng mà nhớ như trong trong. Bên kia sông cứ ngó bên đây sông, nhìn con nước lớn mà lòng tư tư. Anh thương em thao thức suốt thâu đêm, trăng vàng sao rụng anh còn đợi mong. Đợi cho cây lúa đơm bông, đợi con nước lớn cho thuyền qua sông. Nhìn dòng nước trong, nhìn dòng nước trong, lòng thầm ước lòng thầm ước mong. Nhịp cầu nối duyên đôi bờ, bên mong chờ tình đẹp như thơ. Để ta thôi những mộng mơ, bên này thôi nhớ, bên kia thôi chờ. Mẹ cha đã thương, tình càng dấn dương. Nhớ người mỗi mai cao trầu, bên duyên lành tình đâm sâu. Thuyền qua sang sông rước nàng dâu, có ai đẹp bằng tình đôi ta đâu. Thuyền qua sang sông rước nàng dâu, có
hết bao tình đôi ta đâu. Bao người khiến anh lòng đắm say. Chàng nắm tay em trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương như không xa rời nhau. Tiếng nói yêu em anh mãi yêu muôn đời, mãi trao tình thắm nồng. Câu ước thề nên duyên, một lòng yêu anh mà thôi, trọn cuộc đời không xa rời nhau. Cùng nhau mình tay nắm tay đến muôn ngàn kiếp sau. Ngàn khúc ca vui từng bừng pháo hoa, đám cưới đôi ta vui xôn xao như mùa xuân. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, mãi như tình yêu đầu. Bao người khiến anh lòng đắm say. Chàng nắm tay em trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương như không xa rời nhau. Tiếng nói yêu em anh mãi yêu muôn đời, mãi trao tình thắm nồng. Câu ước thề nên duyên, em nguyện yêu có anh. Mong cho tình yêu chúng mình, nguyện một lòng yêu anh mà thôi, trọn cuộc đời không xa rời nhau. Cùng nhau mình tay nắm tay đến muôn ngàn kiếp sau. Ngàn khúc ca vui từng bừng pháo hoa, đám cưới đôi ta vui xôn xao như mùa xuân. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, mãi như tình yêu đầu. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, ngàn đời yêu nhau thắm nồng. Ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương vẫn tràn ngọt ngào. Em đã nói trước
dành hoa, em không có biết làm việc nhà. Mà thiệt anh rất có phước, chẳng một phút em có người rước. Cũng may là anh sang suốt tìm đường vào tim em anh ở luôn. Mỗi sớm ra đường, bắt gặp anh hay đứng nhìn. Làm nhà muốn chết. Liếc mắt đưa tình làm em mấy phen giật mình. Gì trời? Và đôi ba câu nói anh làm tim em bồi rồi. Chẳng lẽ em đã say say anh rồi? Đôi đôi mươi em chưa muốn phải theo anh ngược xuôi. Mà mọi lần em không có anh kề bên em không được vui. Giờ đây em không biết con tim em nó đang sao. Hay là mình lỡ phóng em cứ chỉ mà lo xa, có chuyện gì khó thì tụi mình cứ cho qua. Vì cái tính em hiền đẹp người còn đẹp nết, nên mà chuyện trong nhà cứ để anh lo nha. Đâu cần hứa gì xa xôi, cần tìm má anh qua thôi. Chịu cho chúng mình nên đôi là trời ơi nó đã mình là nhất trên đời. Em chú việc yên tâm, anh hứa sẽ không là vui vẻ ăn mì khi em nấu cơm sống. Và anh hứa sẽ cùng em rửa từng cái chén rồi đi làm về sớm không để em trông ngóng. Từ giờ tiền của anh là của em, tiền của em là của em. Anh chỉ cần làm về thấy em chờ trước cửa là một phiền tan biến, đâu cần gì nữa em. Mỗi sớm ra đường, bắt gặp anh hay đứng nhìn. Nhìn hết trời. Liếc mắt đưa tình làm em mấy phen giật mình. Trời, cuốn. Và đôi ba câu nói anh làm tim em bồi rồi. Chẳng lẽ em đã say say anh rồi? Tôi đôi mươi em chưa muốn phải theo anh ngược xuôi. Mà mọi lần em không có anh kề bên em không được vui. Giờ đây em không biết con tim em nó đang sao. Hay là mình lỡ phóng chồng. Em đã giao lòng anh để hai con tim sưởi ấm. Tình em như cây lúa xanh, yêu những cánh đồng quanh năm. Giờ đây em nói trước, em không phải như con người ta. Em yêu như một nhành hoa mà em không có biết làm việc nhà. Mà thiệt anh rất có phước, chẳng một bước em có người rước. Lớn lớn chứ cũng vô ngồi, có gì đâu. Có thằng Long Trọng. Trời ơi, thằng ngồi đây. Vô này nè. Rồi tôi nãy tôi góp ngủ mới thắng vô ngồi đấy ha. Dạ, kính thưa quý ông và bà hiện diện buổi lễ vui hôm nay hả? Không, mời lên thâu khẩu thùng công. Ai muốn bắt bắt vô đây ngồi đi. Dạ kính thưa hội đồng gia tộc, kính thưa quý ông và bà hiện diện buổi lễ vui hôm nay, tôi thay lời ông bà Dương Công Thận có làm lễ du quy cho ái nữ là Dương Thị Mỹ Hồng. Quý cô bác chị em không phụ lời mời đến đây dự buổi lễ cho cháu lại của quyền thất tổ ông bà để ngày mai chức giá về nhà chồng là niềm vinh hạnh cho gia đình của hai em. Tôi thay lời gia đình kính chúc quý cô bác chị em dồi dào sức khỏe, gia đình luôn luôn hạnh phúc, đầu năm của năm vạn sự như ý. Và tôi trân trọng kính thỉnh quý ông và bà dùng ly rượu lễ để cho cháu bước ra để lại của quyền thất tổ ông bà để ngày mai chức giá về nhà chồng. Giờ mời mấy ông. Cái ly rượu này là chỉ chứng lễ cho cháu đi ra thôi, chứ chưa có tặng quà. Chừng nào tặng quà tôi nói mấy ông liền. Gì chứ sao? Nè nè, thỉnh mấy ông nè. Đây qua đây. Trời ơi, ơi. Chưa nói dặn rồi, dạ không mà mẹ nói rồi. Đưa mấy ông ngay luôn. Anh thăm luôn mà. Ai đây? Đưa chảnh dài xuống đi. Đây. Đây. Còn còn phải bắt út dưới đây. Có rượu trong cái hai này. Trời ơi, người ta nói chầm cái chế cái mày không nghe nói hả? Chầm chế mới đầy mới uống, còn chế thường thường mấy ông kia chầm chế tao đi. Ủa thấy ly rượu đấy mà chăm chế tao thì bị nó không thấy ly rượu lưng mới không chịu. Thắng đi.
Hôm qua đây ờ. Cho cháu bước ra đăng lại của quyền các tổ ông bà để ngày mai xếp giấy về nhà chồng. Bưng rượu qua đây Tâm. Bên này mấy bả nó thèm rượu. Trời bưng cho cháu bước ra để lại của quyền các tổ ông bà để ngày mai xếp giấy về nhà chồng. Con bước ra Hồng ơi. Chúc quý ông và kính trình quý bà đi thưa về cũng phải trình công du ngôn hạnh thân mình phải trao chưa chồng đi dọc đi ngang có chồng đi thẳng một đàn mà đi cũng phải cho chồng. Trên đồng ngoài kia lúa chín thơm ráng ước sau này mình ăn chung bữa cơm. Bên sông thập thò phía xa xa bao lâu nay ngập ngừng cầu tre không dám qua khi giang bầu giang bí luôn tiền quý ông từ ông hai cho đến ông út bên nội bên ngoại dùng liều lễ để chúc mừng cho cháu mình ngày mai xuất giá về nhà chồng và trăm năm hạnh phúc. Bưng cái bà khai chầu rượu lên tránh bưng lên ủa rượu thì lấy chai cái thằng nhỏ chần chờ chẳng chịu sang đưa chiều chiều mình ngồi xem mưa thẹn thùng ngồi chờ anh cưa bao lâu nay cứ dây dưa là thương tu dữ chưa ngoài đồng cây lúa chín vàng cô bông bao lâu vẫn chưa bằng lòng thì đời mình anh biết không nếu lỡ mai này xu quá mình về trình đào nuôi cá hai ta cứ sống yên bình vậy còn gì bằng anh ta. Rượu tặng quà đó nhắc nhở cho ông biết có tặng gì đó cứ việc tặng bây giờ mình tặng đó ha. Dạ cái này là ly rượu tặng quà ly rượu nãy là chỉ chứng lễ cho cháu bước ra bàn hội đồng thôi cái này bắt máy mà ông Út Cà Mau ăn ghi mới được thì ghi thì nói lên là tao ghi để vô là tao ghi à ở đây dễ lắm. Tới đây. À, có đại diện cho con xin phép là bây giờ mình đang ngủ cho con dâu găm đi cho tôi con quay chụp cho đẹp nha. Thì được, bước đây. Ba triệu. Ông nội hả? Ngủ. Vậy là con dân ngủ. Vậy kính ông nội với ngoại người ly đi. Để đây. Đưa ông nội ly. Nội chào trăm năm hạnh phúc và sao lo ăn phát đạt giàu có khá giàu mãi mãi và dạ, bây giờ giàu thẳng rồi mới thấy giàu rồi bưng cho ông ngoại luôn ông ngoại nhiều ông ngoại với bà ngoại cho cháu 10 triệu chứ không phải là ngoại cho mình nên ông nghe nếu mà ngoại cho mình nên đầu bà ngoại nữa đó tôi tính cái gì đó người nào cho qua bằng nấy mới được rồi hai cũng ly cơm tiền để vô đó còn bà ngoại có hùng vô không nghe để ủng hộ qua bển tôi đầu nữa đó ờ tôi nhắc gì đó rồi thỉnh gót rượu 28 mày ớt rượu hoài tở cho nhỏ ông ba cho cháu nhiều ba cho cháu một chỉ vàng ông ba với bà ba cho phải không chứ phải cho mình lên đầu nữa bị tôi đâu ai đó được bưng rượu chúng đây dân trong ba ly mới được Tam ơi cái ly rượu này mắc đó nghe Tam mẹ đeo cái ly rượu không chảy tôi bưng hoài rồi thỉnh với quý ông bên này luôn hai ông vô đặng chịu lại luôn chịu phải không thấy ông đẹp trai nó mới chụp chứ đừng không ai chụp phải không cô bác ơi đừng có chen lấn hắn từ từ cho hoài tới sáng cũng không sao ông hai hả ông hai 2 triệu ông hai cho cháu 2 triệu ông hai bên ông cốc ngoại á phải không ông hai
giờ con nè, ba mẹ bây giờ con nó cậu bây giờ con nghe nó muốn nè, muốn nè, ai và mọi người ơi chuyện nha, ăn cười xấu cái chuyện nha. Rồi bưng ly rượu cho ông hai con. Ai bia không? 22 triệu nha. Rồi ông ba bước vô. Thế cũng mừng quá. Một lần nữa trân trọng kính thỉnh quý ông từ ông 221 bên nội bên ngoại bước vào bộ hội đồng dùng ly rượu lễ để chúc mừng cho cháu mình ngày mai xuất giá về chồng cho trăm năm hạnh phúc. Ai là ông của Mỹ Hồng? Thiệp con không có dạch ra, đừng có dạch thiệp ra. Đừng. Rồi, ta đi thiệp con. Dạ, thỉnh ý ông ngoại và quý ông cho cháu mình nó có là lại. Này bác chú của cậu gì vô chưa? Vô đi. Hả? Cái này chú bác chưa mà. Hả? Đi. Phần tiếp là trân trọng kính thỉnh bà ngoại và bà nội và quý bà từ bà hai cho đến bố bên nội bên ngoại bước vào bộ hội đồng dùng liêu lễ để chúc mừng cho cháu mình ngày mai xuất giá về chồng và trăm năm hạnh phúc. Trân trọng kính thỉnh bà nội và bà ngoại. Bà nội mấy cây bà nội. Thỉnh luôn bà hai, bà ba, bà út gì bên nội như bên ngoại bước vào bộ hội đồng dùng liêu lễ để chúc mừng cho hai cháu mình ngày mai xuất giá về chồng và trăm năm hạnh phúc. Người ta gả cháu người ta mừng muốn chết, bà gả cháu ta mừng khóc. Bà nội cho cây vàng. Bà nội cho cháu nhiều. Thôi cho một lượng chứ đừng cho một cây để dành lại đi. Bà ơi bà nói một cây xuống từ gió. Nó cho một lượng chứ đừng nói một cây để dành lại. Không. Trời ơi bà đèo mà bà không thấy được. Nói thôi, không thấy đường để bà nội đi cắt con ơi. Vậy chứ không thấy đường để chi thôi, để bà nội cắt con ơi. Bà nội đi. Đây nè, tôi nói với bà nội nghe, vài bữa nó về ha, bà đuổi nó không kịp luôn, kế bên nó về tốn gạo cho bà coi. Sợ hoài. Con nhà vài ngày nó về, vài ngày về thôi con Hồng mà đừng về nữa, gạo hết. Trời em ăn đó có lý rồi ta, cho lượng vàng mới hung chứ đừng không chưa biểu hung được. Bưng rượu, bưng rượu đưa bà ngoại. Con khổ hung bà ngoại nghe đi. Dân rượu cho bà ngoại ly hả bà ngoại? Quý bà từ bà hai chánh bộ bên nội vô bên ngoại bước vào bộ hội đồng dùng liêu lễ để chúc mừng cho cháu mình ngày mai xuất giá nhà chồng và trăm năm hạnh phúc. Cái này bà mấy? Bà út hả? Bà út cho cháu chỉ vàng. Đâu rồi bà chúc rồi. Bà út cho cháu chỉ vàng, chúc cho cháu trăm năm hạnh phúc. Đầu năm sanh trai, cuối năm sanh gái. Trời ơi, đẻ nhiều quá sao nuôi bà út. Bà út bà chúc cái gì chúc bất nhân. Bà đẻ sanh đầu thôi. Để luôn rồi đó. Cố ơi mà đầu năm cuối năm sanh cho được, đẻ cọc là được rồi, sanh đâu đi. Bà chúc không? Mở ra bà mới xảo nghiệp không? Dạ. Vậy được không? Dạ được. Chứ đừng có chúc mà hồi cái đám con nhút tàu ngoại chắc mưa chết hết luôn rồi, mà chết luôn mà. Chúc cái chút hồi nhớ cái đám còn nhút ngoài không được nha. Chèn vô chụp hình để nhớ xấu rồi bà hai ơi, xấu chụp lại cười lên. Nó chụp bà nó gửi ra nước ngoài để nghe gì hai. Dạ cả ơi anh. Coi chừng nhà con thôi. Ủa sao người ta có cái hộp mà không có cái hộp? Vậy thôi cho cũng được không cha? Cái hộp kia có được rồi, vàng vàng là được rồi. Bà ba chỉ vàng nè. Con cảm ơn bà ba. Con đeo con đi. Trời ơi sao bà không đeo? Không được, bà ba đã nói gì là biết rồi. Dạ cả. Rồi bà ba cho cháu chỉ bưng cho bà ba đi rượu con. Không có mấy con ơi, bà ba ăn tương đó con, để ngồi bỏ xỉn cái chết luôn rồi. Mấy ông chú tùm gì không à, ăn tương mà kêu uống rượu. Bà út cho cháu 2 triệu à. Bà út cho cháu 2 triệu. Chính xác mới vô. Chúc cháu trăm năm hạnh phúc.
một hai ba cái gì để ta lên vòng hồi để hồi để ta đó phòng gì đó còn lại mà. Mấy bình ngủ mới được nha, bánh sáu. Ờ, anh đi ngủ nha. Nè, bánh sáu ơi, nhìn đi ngủ cái nha. Rồi, sáu dần con nè, dần con nè, sáu dần con nè, sáu dần con nè, sáu dần con nè, bánh sáu. Uống gì bánh sáu? Hết đi nghe. Uống hết luôn mà. Bà sáu sáng cho tiền rồi hả? Bây giờ cho nữa cũng không sao chứ, đây dễ lắm. Ờ đây dễ hiểu hả? Cho rồi, cho nữa có sao đâu, sao đâu. Rồi có giùm. Sáu ơi giùm con nè. 1 2 3 tấm nó nghe, tấm nó nghe. 1 2 3 rồi. Sáng ngày ra. Ừ. Chá đi. Ừ. Đừng cày sáng ngày ra. Chờ ra là sáng con mà hơn mốt rồi. Lấy để chúc mừng cho cháu mình. Ngày mai chức trái về chồng và trăm năm hạnh phúc. Chú ba tiền. Chú ba tiền. Chú ba tiền nào? 1 triệu thì cứ nói chú ba. Chú ba tiền cho cháu 1 triệu biên vô. Ai là bác chú cô cậu gì dựng thiếp mợ bước vô. Chụp hai người đi, chụp hai người ra. Chụp hai người đây nè. Nè nè. Chụp đi nè nè. Trân trọng kính mời cô hai và cô út. Ừ. À, trời ơi. Chụp gì đó kỷ niệm. Rồi chụp đi. Cũng như người nào đẹp chụp trước thì người nào xấu chụp sau vậy nó dễ. Rồi tên cày hả? Cô hai cho cháu nhiều nói coi. Cho sợi dây chuyền à. Trời ơi sợi chuyền biết vàng. Cái vàng. Sợi chuyền gì đó chứ không nói sợi chuyền ai không biết sợi chuyền. Cái vàng. Vàng dẻo. Cô hai cho cháu một sợi dây chuyền một lượng. Cái tay dịm vô đó không? Chụp lẹ đi. Ờ đưa lại vậy đi. Ờ. Chụp lẹ lẹ đi chú Nguyễn rồi. Để lòng lòng chút cũng có tiền. Rồi bố bước vô. Ông nào tới ông à. Cốt nhiều cốt nói lên. Hả? Sẽ dây chuyền 24. Bốn cho sợ chuyện 24 chứ không biết nhiều nữa. Bị gì ta? Rồi chuyến này em phải kịp thành công rồi đó. Ờ trong rồi. Không biết được. Bốn cho sợ chuyện à. Cổ ngạn biết sợ chuyện này đâu đâu. Nhưng không có cổ cho sợ chuyện gì rồi. Đây 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 đây. Cho cháu 5 triệu. Vì năm ở đâu? Châu Đốc. Châu Đốc. Ờ vì năm ở Châu Đốc cho cháu 5 triệu. Rồi ai bước vô đây. Cô hai cô hai cho cháu nhiều. Cô hai chứ hai có hùng không mày? Có lượng hai đứa em có hùng nha không? Cô hai cho cháu nhiều. Rồi mày mày kêu bằng ừ được từ. Mày đứng phất con hồng ở trên nè ông ơi. Mày đứng mà tao che luôn, tao không biết đường luôn. Ly rượu bưng ly rượu cho này. Này là tao nói là nó dứt à. Tại nó giống ly nha. Nó giống nội nó gan dữ lắm. Cạn ly mới được à. Ôi cạn ly mới được, cạn ly mới. Ôi cạn mới được. Thôi, tôi không chịu gì. Cái gì mà làm nữa? Có rượu tao. Cảm tình thân nghĩa mới được. Có cô hai chưa? Một lần nữa trân trọng kính thỉnh bác chú cô cậu dì dượng thím mợ từ thứ hai cho đến thứ út bên nội cho ông ngoại bước vào hội đồng dùng lưu lễ để chúc mừng cho cháu mình. Ngày mai chức giới nhà chồng và trăm năm bước vô đi. Cậu ba nè. Cậu ba hả? Cậu ba bước vô cậu ba cậu trốn hả? Cậu ba không ngủ hả? Cậu ba uống hết ly kẹp. Ờ đứng vô bốn người. Ờ có cậu ba gì nó gì. Ta chưa có mời quỷ ơi. Mời uống mình. Thèm. Tâm cảm thèm. Ờ cạn ly không? Cậu ba mua ba cho cháu nhiều. 5 triệu. 10 triệu, 5 triệu. Cậu ba mua ba cho cháu 5 triệu. Rồi ai bước vô? Anh ta gắt. Cái gì nó không gắt các bạn. Cậu ba. Cậu ba. Cậu ba. Cậu
Con ly rượu cho cô ba luôn. Rồi, cô ba đứng lên uống ly rượu nha. Trời ơi, gụ đâu có. Rồi, ơ ly mà. Ơ ly, con ly mà. Cái gụ lấy chừng. Có cái chai bên kia kìa bà. Nhận ơi, cho bao nhiêu, cô bao nhiêu? 2 triệu. Tụng đôi gót trọng. Con ngoái mình hết hả? Ờ, hết rồi. Gót đi, gót rượu. Bác Tư nói, cậu bác ba, bác ba. Bà gái có cho không? Hai người đó. Ai biết đâu. Mày không có hồn vô. Hồn đó. Ờ. Đâu có ba gái đâu. Rồi, đâu có ba cho cháu nhiêu vậy? Hả? 2 triệu. Bắt ba cho cháu 2 triệu. Rồi uống đi. Rồi uống đi. Trời ơi. Chỉ từ ngã uống 2 triệu, 5 triệu. Uống phải cho hết rồi nghe. Cô ý gửi. Ý nào? Cô ý Sài Gòn. Cô ý Sài Gòn gửi cho cháu 1 triệu. Từ từ mọi người ơi, ai cũng cho. Mấy người này bước vô, mấy cô này bước vô. Được cô bước vô hết. Chạy. Chưa, từ từ. Ra chụp hình ra gửi ra nước ngoài đó, chứ không phải để đây đâu. Cô định 1 triệu. Cô định cho cháu 1 triệu chụp hình bao hình kìa. Cô út 1 triệu. Đợi ông nội ở quần cục ta còn dễ chụp nữa. Nó nói rồi quần cục chụp ngại, quần cục tao còn dễ chụp hình nữa. Mấy bài cũng biết. Mấy ngày nó chụp 2 bao bao luôn chứ phải 1 bao đâu. Quần cục mà nó chụp hình ngại. Ai kêu mày ghép cái quần nghe ông nội ghép cái cũng. Mày không ghép quần. Cô ba đi. Rồi bác Tư trai con đâu rồi? Cô ba cho cháu. Cô ba dựng ba cho cháu 1 triệu. Cô dựng ba cho cháu 1 triệu. Bởi vì hồi nãy có bà mẹ có cho rồi mà bây giờ cái này cho thêm vậy thôi. Cô ba cũng nữa, rồi tới giờ nó coi nữa. Người ta chụp tôi gửi nước ngoài đó, chứ rồi, cái gì cô mấy? Cô ba. Cô ba Cà Mau. Cô ba Cà Mau. Cô ba nói gì nói? Gì hả? Cô ba cho cháu nhiều. Nói lên. 2 triệu. Sao yếu chịu trời. Cháu hoài. Vậy gì đó. Vì nó cho 2 triệu mà nó yếu chịu mà tao làm chứ. Đã làm luôn. Cô ba Cà Mau. Cô ba Cà Mau cho cháu 2 triệu. Triệu. Dạ, đi xin lên gì hai. Dạ, cho anh. Dạ, cảm ơn gì hai chồng con nè. Dì hai này được nè, ốm ốm này chụp với nhau được, còn vợ mà xong anh phức mình kêu mất mẹ cho rồi trong mà chụp phức cái hình rồi nữa người ta vợ ấy mình lên nè. Bác út nhỏ xíu vậy diễu hả? Trời ơi bác gì có chút xíu tại ôi coi bác út nói lên rồi nói cho nhiều rồi chút cho cháu gì vậy dạ, chút sao không biết đường chút thôi cho có tiền là được rồi. Cô út có châu đốc. Châu đốc cho cháu 1 triệu. Ủa vợ ngoại gành đó hả? Nậu về đó giờ tao cũng biết đâu bà ở đâu làm gì chứ đừng không không có này giờ thôi tỉnh ra đi với chú ơi rồi. Không biết. Rồi có tiền. Câu đó. Bác Tư. Bác Tư hả? 2 tỷ. Bác Tư trai đâu? Bác Tư hả? 2 bác cho cháu 2 triệu. Ủa 1 chỉ hả? 1 chỉ. Nó lại hai bác cho cháu 1 chỉ vàng hay sao? Anh hai. Ủa anh hai chưa? Anh hai chưa có kêu mà cho luôn đi kìa. Cho đi. Gì hả? Như nó luôn á. Cậu một 10 triệu. Anh hai 3 triệu. Anh hai cho cháu 3 triệu nữa là 13 triệu cộng vô. Ghi vô chứ đâu nữa không ghi. Nhớ ra uống hết rồi nghe. Không có trời lại. Mày đón hay quá vậy. Rồi cạn ly. Thôi chưa tới anh chị. Chị bắt chú cô cậu gì dựng tiếng mời cho cháu mình nó xá hài lại. Rồi xá cái hài xá đi. Xá hài xá. Xá hài xá. Xá đi. Đến thần cha mẹ công sanh thành dưỡng dục 9 tháng tu ngoan 3 năm bồng ẩm ơn mẹ cha là trời cao bể thẳm bến nước 12 vẹn chữ tòng giao dầu tiết thạch giá danh trong lương duyên túc bế do trời định nguyệt lão xe xăng mối chỉ hồng
chín chữ cù lao công tợ núi, một đời nhi nữ nợ non sông, trai chung dạ thì chắc đền ơn nước, gái chính dĩ nhiên phụng sự chồng. Con bước tới dâng rượu cho cha mẹ để trả cái hiếu, công sanh thành dưỡng dục đưa cho cha trước hàng hai tay. Không à, cha cho rồi, cha cho giấc sáng rồi, cha cho năm năm. Không có cha mẹ không có cho vàng mà, nhưng cái này là uống rượu. Uống rượu rồi. Thôi con bưng mãn, con bưng mãn đưa mẹ. Cười vô, nhìn vô, nhìn vô, nhìn vô, cười lên. Con đưa mẹ khoan chứ mời quỷ, mời bánh đó mày đụng ly. Trời ơi, vợ hạnh chết. Nó ở cụ ly nè, tao kêu cụ ly nó rồi. Rồi cạn luôn. Dâu vô giữa dâu. Bị gì thấy cha mẹ nó cụng với chánh bên phải rồi thôi. Bị gì cụng ly á, nó giặt nước. Rồi nè, sẽ qua cha nào, không cha cái đâu. Ôm cha cái. Ôm mẹ hai cây gửi nữa. Hai gửi năm cây rồi, ừ. Hôn mẹ ơi, ừ. Con hôn mẹ con nói ngày mai còn cho nữa không mẹ. Thằng mẹ nó trả lời liền, con không biết hết trơn. Rồi xá cây hai xá con. Phần tiếp theo trân trọng kính mời quý anh, từ anh hai cho đến nấu, từ chị hai cho đến chú bước vào hội đồng dùng đi cung lễ đi chúc mừng cho cháu mình ngày mai chức chế về chồng nhà trăm năm hạnh phúc. Ai là anh chị của Mỹ Hồng? Chị hai, hai con cho. Chị hai cho nhiêu? Chị, anh chị cho hai em một chỉ. Rồi, rồi anh đâu? Cho một anh không cho anh hai vô luôn. Hai ai bắt anh cho anh chỉ cái đồ anh sợ hai người chỉ được rồi. Ờ, à, đứng lên, ờ, à, rồi, ok. Nè, cả nhà ở giờ đến này nha. 1, 2, 3, giờ đến này, anh tính là 4 nè. 1, 2, 3, tới nha. Rồi, rồi. Bưng cho anh 2 ly rượu đi con. Ê, bưng cho anh 2 ly rượu đi. Kệ đi. Chị hai không? Chị hai uống không? Không, chị hai uống được lọc. Đó, thì em có mời ai thì em mời. Dạ em có nè, hai chị đứng xếp lên nè, đứng xếp lên nè. Ok nè, mà mấy cười nghe, mà mấy đẹp nha. Thì tôi thông báo dùm cho vợ chồng của em Lý đó là ngày mai là 7 giờ có mặt tại gia đình dùm. Bởi vì ở dưới nhà trai ta lên là 7 giờ, 7 giờ mấy là mình đi đó. Làm đế cũng mau, ngày mai thì nó không dính. Quý cô bác dành cho em ra dùng một bữa cháo tối với gia đình của em. Rồi, trân trọng, kính thỉnh. Thỉnh ông ngoại và quý ông luôn. Thì cô bác nào có thỉnh đưa đưa dâu đó ra là 7 giờ có mặt đại với gia đình dùm nha. Thường em chính đợi 10 giờ mà sao em cứ giả đò làm ngơ. Chiều nay anh đứng thẳng thờ mang theo khúc gáp kèm một bài thơ. 15 gram cây chăm đã có trái, em là con gái thì phải đi lấy chồng. Anh thương em một lòng có đồng ý lên chốt ngày tốt là xe hoa áo hồng. Con trai miền Tây thì tình và chung thủy, chứ đâu có giỏi là ngọt ở trên môi. Muốn một người bên nhau làm chi cậy đến suốt cuộc đời. Anh hứa có em thôi, chiều ngồi bên sông anh mong chờ em. Nhìn em sao trong mơ em, có anh ở trong tim thì em chẳng phải đi. Xem mưa thẹn thùng ngồi chờ anh cưa, bao lâu nay cứ dây dưa là thương tôi giữ chưa. Ngoài đồng cây lúa chín vàng cò bông, bao lâu vẫn chưa bằng lòng. Chỉ đời mình anh biết không, nếu lỡ mai này xa quá mình về trồng đào nuôi cá. Hai ta cứ sống yên bình vậy còn gì bằng anh. Oh,
Xuân, bài hát được mang tên Thì Thầm Mùa Xuân, xin mời quý vị cùng thức xin toa. Oh,
60. Xin mời quý vị cùng nghe ca khúc được mang tên Hoa Trinh Nữ. Xin mời quý vị cùng cảm ơn ạ. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
miền Tây thân yêu của chúng ta, là một bài hát rất là dễ thương. Bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn được mang tên là Con Gái Miền Tây. Và trước tiên thì tại sao ngày hôm nay thì bản thân Bình Tân có mặt trong cái tiệc cưới rất là vui, ấm cúng và hạnh phúc như thế này? Đó cũng là một cái duyên là gia đình của cô dâu chú rể ở đây là xui gia của một người nghệ sĩ đồng nghiệp của Bình Tân. Và vô tình là khi mà Tinh đi đám cưới của con của anh chị thì gia đình thân yêu xui gia đã gặp, nhìn thấy Tinh hát và tự nhiên thương. Rồi sau đó là khi mà Tinh đi đám cưới xong thì Tinh sang Mỹ biểu diễn, và ở Mỹ thì Tinh lại nhận được một tin nhắn. Mà ít khi nào mà Tinh rep những cái tin nhắn mà spam lắm nhở. Và nhưng mà tại sao tự nhiên ngày đó thì Tinh rảnh và Tinh lại nhìn thấy một cái tin nhắn của một cô gái rất là xinh đẹp tên là Thúy. Và chính cô ấy đã kết nối cho Tinh để mà ngày hôm nay con được về đây, con được về thăm vùng quê miền Tây thân yêu của mình, và con được hát, được ca cho tất cả các ông bà cô chú nghe. Và với một điều quan trọng là con cầu xin ơn trên phù hộ cho hai đứa em. Hôm nay là ngày đám cưới của hai đứa, và chị Bình Tân xin cầu chúc cho hai em luôn luôn vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai đảo. Hai đứa sẽ yêu thương nhau đến trọn đời trọn kiếp, và quan trọng là con đàn cháu đóng và mang đến hạnh phúc yêu thương cho tất cả mọi người ạ. Dạ, và cũng xin chúc cho tất cả dạ quý vị quan khách có mặt tại nơi đây cùng với gia quyến bước qua năm 2014, xin lỗi, dạ 24 rồi, gia đình chúng ta sẽ lập được nhiều niềm vui, tràn đầy tài lộc, tiền vô ao à từ đây tới cuối năm. Và ngay ngày mùng 1 là tất cả bà con cô bác ở đây ai cũng tiền đầy tủ, tình đầy tim, và tất cả mọi điều hạnh phúc nhất sẽ đến với mọi người. Và tôi xin cảm ơn tất cả ekip của âm thanh, ánh sáng, văn nhạc nè. Cảm ơn anh MC dễ thương, cảm ơn các cô gái rất là đáng yêu và đã hỗ trợ cho Bình Tân, cũng như là anh Nhật Minh và ca sĩ Trường Bảo khi mà Tân về đây biểu diễn. Và nếu mà có gì sơ sót thì mong mọi người thương và bỏ qua. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều đã hỗ trợ và chỉnh âm thanh cho em. Dạ, nếu mà mấy bữa nay thì nói chung là cái giọng hát của em nó không có được ổn lắm, nhưng mà tại sao vô âm thanh của chị giọng em nó hay quá. Em cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì Tinh sẽ gửi đến cho mọi người một trích đoạn kinh điển của sân khấu cải lương, và trích đoạn này đã mang đến cho Tinh vinh danh giải quán quân, và đến ngày giờ này vẫn được quý vị khán giả rất là yêu thương. Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn được mang tên Tiếng Trống Mê Linh. Xin mời, một trong các tay thật lớn đó, được không ạ? Thank you.
Trên bước đường danh lời dòng mây.